Nhiều gia đình thường băn khoăn trong việc sắp đặt không gian thờ của gia đình như thế nào trong tổng thể ngôi nhà. Với nhà phố hay biệt thự thì bàn thờ nên được đặt ở một gian phòng riêng ở tầng trên cùng của ngôi nhà, thường là tầng thượng. Đây là vị trí mang đến sự trang nghiêm, kín đáo, tĩnh lặng và thoáng đãng. Còn riêng đối với các căn hộ chung cư, do không gian diện tích bị hạn chế nên việc bố trí một phòng riêng lập bàn thờ là điều rất khó. Vì vậy, chủ nhà nên khi phân chia lại các không gian trong căn hộ chung cư, sắp xếp không gian thờ cúng nằm trong các không gian sinh hoạt chung, không gian sảnh, tiền phòng hay các phòng chức năng phù hợp khác. Chúng ta cần chú ý là đối với cái không gian thờ cúng mà ở gia đình là thờ gia tiên rồi thờ thần linh ấy, thì là chú ý là không gian phải sạch sẽ, trang trọng và nó cũng phải có cái sự tĩnh tại một chút, tránh tối đa cái việc không để cho cái ánh sáng mặt trời chiếu vào trong ban thờ, tránh cái việc mà gần các cái thiết bị đồ điện tử vì nó sẽ ảnh hưởng với các cái bức xạ điện trường từ trường, ví dụ như là tivi, tủ lạnh, rồi điều hòa. Chúng ta tránh cái việc mà đèn từ trên trần dọi thẳng vào bát hương, thì tất cả những điều đấy chúng ta cần phải tránh. Ở Việt Nam có nhiều gia đình ngoài bàn thờ gia tiên còn thờ Phật tại gia. Trong tín ngưỡng của dân gian thường có rất nhiều điều kiêng kỵ, nhưng đó không phải là tín ngưỡng Phật giáo chân chính, mà chỉ là những điều kiêng kỵ bị ngộ nhận là của Phật giáo. Vậy nên cách bố trí không gian thờ Phật trong gia đình cũng không có nhiều nguyên tắc bắt buộc quá. Quan trọng nhất vẫn là cái tâm mình hướng đến Đức Phật. Mình thờ dạy khi mỗi lần mệt mỏi mình lên thắp cái hương, mình tĩnh tâm để mình quay lại mình đi tìm năng lượng. Mình lấy hình ảnh của Đức Phật, mình nhìn lại mình. Mà khi mình thắp hương lên, mình thả hồn, mình nhiếp tâm, thì tâm mình tịnh, thì mọi buồn phiền, ao lo sẽ hóa giải. Bàn thờ phải luôn được giữ sạch sẽ và thường xuyên thắp nhang. Tượng thần thánh hoặc vật thể thiêng liêng phải đặt trên bàn kệ cao. Đèn trên bàn thờ luôn bật sáng để thu hút năng lượng dương. Nhưng điều cốt yếu mà ta cần lưu tâm là bản chất không gian thờ chính là nơi thể hiện sự thành kính và tri ân đến chư Phật hay tổ tiên. Bởi thế, sự hướng tâm của bản thân mỗi người đối với chư Phật và tổ tiên trong đời sống hàng ngày mới chính là sự tri ân lớn nhất. Nhiều người thì thường hay nghĩ rằng là khi chúng ta thờ cúng, chúng ta bày càng nhiều càng tốt, càng thể hiện được cái tấm lòng thành kính của chúng ta. Nhưng thực ra về bản chất không phải như vậy, mà tất cả cái việc thờ cúng này là từ tâm của chúng ta. Tránh hiện tượng bày quá nhiều thứ đồ, nó chính lại là tạo ra những cái tạp khí dẫn đến ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng của chúng ta. Việc thờ cúng nên được thực hiện với tâm thế an bình và thành kính là cốt yếu, chứ không phải là sự sợ hãi về các quy định hay thủ tục.